Bệnh viện 199 vừa tổ chức lễ xuất quân đợt 3, chi viện cho bệnh viện dã chiến của Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt này, có 20 y bác sĩ lên đường hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Đoàn y bác sĩ chi viện đợt 3 gồm 8 bác sĩ và 12 điều dưỡng. Toàn bộ các thành viên đã hoàn thành đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Đoàn y tế bệnh viện 199 khởi hành từ ngày 12 tháng 10, ngay khi vào Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được nhiệm vụ hỗ trợ tại bệnh viện dã chiến Phước Lộc, Bộ Công an. Trải qua nhiều đợt chi viện, hỗ trợ chống dịch, đặc biệt là trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 199 luôn chú trọng công tác trao đổi chuyên môn, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, chuyển giao quy trình khám chữa bệnh hiệu quả nhằm điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Tổng cộng trong 3 đợt chi viện, Bệnh viện 199 đã đưa 90 cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch.